thành mẫu thiên đình bán thiên
đập không suy chăng sẽ loạn. Đất phù sa vượt cát thôn quê nghĩa hương vào của nhà người cho dân thôn xa nhẹ nhàng rơi mông lung chưa vượt lại thì quốc sư văn thi di tích trung tâm thiên đình không công chức phật hiện toàn thân trong mô nhân gần cái bồ tát mô nhân gần cái bồ tát vân cái bồ tát ma sơn thanh la hồi đệ thanh tiên từ bao mẫu đệ nhị thanh tiên nguyện xưa mong mơ trong đền sau sơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sát bản đền. Trước là tu chấp tà kinh phép này ra vòng chẳng thấy biết tay. Chẳng thấy biết tay ông ra ngoài, chẳng thấy biết tay ngựa trên đồng tử cứu dày nhân gian cứu đồ ngả đấy đi. Văn sớ dâng lên đệ tử con, văn sớ dâng lên ông về tổ đôi chép biên rõ ràng khi cho đôi chữ trường sinh. Hai chữ trường sinh thay cho hai chữ trường sinh ngắn, chữ phù chữ quy tham linh thọ trường vi cho giúp cách đôi đường. Cầu nên ước được xa chúc thật hòa bước mùa xuân hạ thu đông. Sơn hà dục tối
chung linh an ngờ kỳ. Sao là thanh ra máu đầu chạy hồi đông quân trăm mê ngàn quả những dần chút. Giờ lễ vẫn sáng gành là kính mê giữa châu hồng kính đệ là gành ngay kỳ bãi sông là ngay sáng chạy tài thực đồng chú con là đâu vẫn để cho chúa và dài khôi. Về đồng làm
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phương song nhan thập cờ diệu ban binh chiếu từ trung ngã thiết đăng cung giảng kiên phục hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương. Văn sớ dâng lên đệ tử con, văn sớ dâng lên quan về tấu đôi chép biên rõ ràng khi cho đệ tử đi. Cao thắng văn trao, văn đào ao thắng văn trao, từ đây giờ lại suốt một đời làm con quan về ao thắng văn trao. Đội cho đệ tử phú quý sang đầu, đội cho quân tử sông sông đâu. Phủ kéo cầu đây ban về mà phủ kéo cầu, kéo cầu mở hối đồ cho thanh đồng ngọ Nguyễn con thành kính nhất tâm. Mở quạt vai đàn hay ban về mở khai chính mở hồ đây ban về khai chính mở hồ đây lấy từ sông cái đổ vào sông con nước này lấy ở trên sông Vân nước này nơi ở sông Vân tặng cho đệ tử sạch chân bụi trần độ cho gia chủ bình an. Nấy ở sông sâu hay nước này nấy ở sông sâu tưới cho cây lộc ống đâm chồi nở hoa bốn mùa xuân nặng thu đông. Trình quan về chấm nhận đông phù chú soi tâm này chứng dông phù chú soi tâm soi tâm con bóp cỏ cho đồng ông đi chứng dông không ai đổ ra sông mở quạt vai đàn đi quan về mở quạt vai đàn mở quạt quạt mát mở cờ cờ bay quan về quạt quạt cho đồng
số tử trên đời, số sinh, số tử trên đời. Một tay quân biên đã chết thì không sai, một số là đại hạ nông ơi, do trời nắng mình đại hạ nắng nắng nổi, xin quan với hạ bút đi phong đông nhà giờ dân dân à. Thánh Chúa Liên Trung Vương, hai chữ trường sinh phê cho trường sinh an, chữ chữ phù chữ quý, hai tinh thọ trường vị cho giúp bệnh đôi đường. Cầu nên ước được xa trước trận hòa bùn mùa xuân xuân thu đông. Áo thắm thắm trao khăn đào, áo thắm thắm trao ý từ đây dở lại suốt một đời làm con quan về chân chính nhận đồng. Phủ kéo cầu nay quan về mà phủ kéo cầu, kéo cầu mở phủ độ cho thanh đồng đệ tử con thành thánh nhất tâm. Cái giếng mở hồ nay quan về, cái giếng mở hồ lấy từ sông cái đổ vào sông con nước lầy lấy ở trên con. Ở trên non lấy nước này lấy ở trên non tắm cho đầy đủ được sạch không bụi trần, nước này lấy ở sông sâu tưới cho cây độc đi đâm trồi nở hoa một mùa xuân thu đông. Thu đông tấm lòng sao lá trâu, khi tấm lòng con quả đau là tấm mi thân con sao.
đền thờ Quan Giang sát lâm xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mái thiên an. Nổi dòng sông Xích Hà đua đua vẫn treo du lịch. Trở về mà tình bắc mà kinh sông kinh. Sao thì đi cho hai chữ trường sinh. Hai chữ trường sinh về cho hai chữ trường sinh. Chữ phu chữ quý vinh đời đời về cho sức mạnh đôi đường. Chấm chứng nhận đồng nghe quan về. Chấm chứng nhận đồng nghe trao khăn bốn phố cho người trần gian quan về. Chấm chứng nhận đồng nghe. Thank you.
tấm lòng son đã chờ khi tấm lòng son đã quả cao là tân thân con gia trình quan vẻ chấm nhận đồng hai là gia đồng chức cầm cầm là gia đồng hạt thông lạnh là cây thông rừng ra bốn mùa phật thẳng tan quang hoa mở quạt khai đàn như quan về mở quạt khai đàn mở quạt thì quạt mát quan mở cờ cờ bay quan về quạt mát cho thanh đồng cắt tóc làm tôi từ đây cắt tóc làm tôi trên theo vận thành dưới theo đồng thầy xin rời không dám đương sai bụi trần anh đã đến rửa hết bụi trần để cho an bản mệnh cho bản thân vững vàng đồng thanh bóng lịch côn ngoan lau sạch bụi trần chiếc khăn vuông lau sạch bụi trần cho an bản mệnh để cho thân vững vàng độ cho đệ tử bình an trao ăn bốn phủ cho họ nguyện con từ đây sẽ được bình an tâm thần con lạc như đảm đang gọi về để cho hoa bên sông tài năng phát triển được mọi về vui tươi sớ văn quan tấu đôi các lời hai chữ trường trường phê cho hai chữ trường xuyên nhắc chữ yêu cô chữ quý hai linh họ trường quỳ cho chúc mạnh đôi đường cầu nên ước được xa trước thuận hòa một mùa xuân mạnh thu đông không thể như lai điểm khai hai thần nhiều hơn quan mình khai nghĩ đồng ý khai cầu cầu âm thanh khai thị thông số khai túc lòng cổ hành song nhan thập cờ diệu quang minh chữ hình nhân tao quan em quan về chả tao tao quan nở từ kiếp trước đến kiếp này xin dâng quan về quan chứng giám tạo quan trường trường phê cho chữ trường sinh ra chữ trường mùa chữ quý
tham linh thọ trường vị cho giúp mất đôi đường. Có lá dơ hồng này nửa con, có lá dơ hồng này để trước công đồng phan tam phủ chứng minh đệ tử có dơ dân trình. Trước công đồng nghề Phật thanh trước minh quan đầy đâu sẽ lên trình. Chấn gian khe lên rừng quán xuống biển, lành ra từ quý địa tỏa sáng. Lên tỏa ban na tam thiếu vàng, không môn hồ phục thạch bàn rất tầng tầng nước về thì muốn đông hồn thinh. Ai chỉ chuyển quân quân đánh ngọc là như đi. Một cồn chạy bước phép thì có ai đáng ứng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hình mời quan thái tử để thắng phi vương diệt mạo đa cha quan pháp thường xong việc rồi về đâu thoại thối xong cần đài đi vào xa thanh ra ôi cung sao trời sắc sông tỏ cho sắc đồng quyền quan đại tử ngoại hùng dạy vang đỏ trói sắc dòng người vua ban trói trói sắc dòng người quan đệ tứ quy hùng dạy ba quạt mát quan mở ở bay quan về quạt mát cho đầu
trước hôm đòi làm con. Tiếp lộc lai tài nghe con về, tiếp lộc lai tài cho ngân cho lương cho thực thực để từ nay sẽ được bình an. Chữ trường sinh văn phê cho đôi chữ trường sinh cửa nhà phú quý hang linh thọ trường phi cho dũng mạnh đôi đường. Văn sớ dựng lên họ Nguyễn con văn sớ dựng lên trình quan đệ tứ ngài trách tiên rõ ràng phi cho họ Nguyễn bình an. Phùng kính Như Lai điện khai khai thất chiếu quang minh khai nhị bình thanh khai hầu hữu thông thô khai trúc năm bộ thành khai quang chiếu hình nhân nhân. Từ quan quan Nam Tào cùng quan Bắc Đẩu bạch người trần gian lao âu chép biển này riêng ai đức độ thảo hiền tu nhân thành quả phúc quân lân chép biển cho thọ trường. Thank you.
sang con tất về người truyền phan linh giang đỏ văn yêu võ lương ban tán đạo quân tử văn võ hai nhà tiếng mi vạn ầm ầm kéo sang năm ở sai chân năm văn sứ dựng lên hay lành văn sứ dựng lên nam tào bắt đầu chép biên sóng làm khí cho đệ tử trường sinh đệ tử trường sinh về cho trường sinh như đã đại ta độc tiền huynh đời đời cho dũng mạnh đôi đường phong thịnh như lai điện khai khai thất chiếu quang vinh khai nhị kinh thanh khai tập tập hoàn thủy khai tục thẳng bộ hành khai quang chiếu hình nhân chúng sông cờ mở đàn đi theo đàn dục tà sang
con xin ai vận hạn chiếu quang kêu quan đế bạch tà tan. Nước xanh tung hoành mà xuống được cảnh non bồng nước lớn bồng bồng ai vui chơi bạn chúc bạn mai bạn tan tiệc ngọc xung vầy mà sướng ca các bộ làng xa tây bè quê quan dạo chơi thành thị hồ ta dư tiền tiếng quan đệ khách ông thân khi cầm quyền người còn thương xa xô hay quan còn đổ xô cho ai kiên định bao nhiêu bậc anh tài quan thuận danh lịch sự thật là trai anh hùng suốt đêm ngày qua giữ việc biến cung tội lệnh cứu chung thế tục cho quân dân ai mà cầu nhân đắc nhân cầu phúc đắc phúc bản thân thế điều hòa quan kim chi văn võ tác tòa quan thế giả sự tha đất bảo tam chữ thập quan bảy thành chữ thiên phù hộ để con bày bày cho tiếng nước xanh tiếng nước xanh tung tung ngoài ngoài sông lương bạch bạch non bồng nước nhường bồng ai khi vui chơi thì bạn chúc bạn ai bạn quan được học xuống bầy sướng tài cùng yên sách cùng hàng phó thơ đức đức kinh luận vi tựa chương thơ phong phong liêu mã thượng trên giang hồ cung tâm giữa nguyện con đỏ ngà trên sông một nguyện là giang phúc chữ tay đồng gia kim chủ ai ai cũng thi cho hai nguyện thì buôn bán dọc đường tiền tài như con bạc vàng bờ đá nguyện thứ ba cho công hầu gặp đệ độ cho đệ tử con đường tu vi sang thâm họ nghe con nay sống đâu soi ra mọi thứ để cứu dân khoan nguyện thứ năm nguyện thứ năm cho bắt đầy trăm nghề tiền tài như mắt bạc vàng để đồng nó ra tiếng chủ được tiền tài đính ma nay bảy nguyên thì phúc đạp đạp hà xa bao nhiêu hàn anh tông tông xa hải hoàng tam nguyện là bản tố phong ai đồng nó ra thịnh định thượng tiền tài bằng cân nay chính nguyện người ra phúc lưu ân độ cho đệ tử người vân vân vẻ người quan độ cho tới nguyện thứ mười con cháu cháu đời đời hiền vinh cho thôi hãy chờ ta đi cưỡi tiếng bạch hổ lên chầu đường sa lan ta hồi hương thương an trong văn tiên thành trên mà đồng quân phật phóng ma phóng ma đền hôm nay
ở trên thương màn gió quân miếu dung cây ai
Bye.
xin cho họ nguyện con. Nay trở về chân linh nhận đồng, mỏ kho tài đầy cho đời tình hoa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đáng ghét người làm mất cây trần và trầu về đêm đây ban phúc về đà ấm lo cho mọi nhà. Tiên chúa sáng trần, còn tiền nhẹ hơn sẽ cũng hòa trên khắp sườn non tiếng oanh bay 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 chầu suốt chiều ba phút xong là không sáng sinh trong hạ giới quyền cái xin thương hạ quyền cái bảo làng hạ sang tín đi hạ quyền cái thường thầm đi à thu có thấy hổ la về châu quỳ châu ai tam thập lục hàng châu